Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Phải nói là cộng đồng người dùng Vsmart càng ngày càng lớn mạnh và các anh em sử dụng Vsmart càng ngày càng nhiều. Thì gần đây có nhiều bạn đã nhắn tin gửi những cái câu hỏi cho mình là: anh ơi, Vsmart có cách nào dùng cho nó mượt mà, nó ngon lành hơn và những cái cử chỉ nào làm cho cái máy nó nhanh hơn? Ví dụ như có những cái thao tác nào giúp cho mình sử dụng nó thuận lợi hơn khi mà mình đang đi đường hay không? Đó, thì với những câu hỏi như thế này mình rất là thích và mình đã đi tìm ngay những cái cách nào đó, những cái cử chỉ hay là những cái tips nào để cho cái máy của các bạn nó trở nên nó mượt mà hơn, nó tốt hơn, nó ngon hơn. Đó, thì bây giờ mình đã tìm ra rồi. Và đó là gì? Bây giờ chúng ta sẽ vào video nhé. Rồi, cái cách kích hoạt cái này khá là đơn giản, là các bạn hãy vào cho mình trong phần cài đặt, sau đó các bạn tìm đến cho mình là cái cử chỉ. Đây, ở trong cái cử chỉ này nó có bốn cái mà mình khá là thích, đó là nhấn để bật và tắt màn hình. Cái này nó tương tự như cái tính năng double tap, có nghĩa là các bạn nhấn hai lần vào trong màn hình, khi mà nó đen á thì nó sẽ tự động bật lên và các bạn có thể mở lên. Cái này ngày xưa thì chỉ có trên những con máy như là LG G4, những cái con máy cao cấp xịn thôi, nhưng bây giờ trên những con máy như thế này nó đã có tính năng này rồi và mình khá là thích cái điều này. Rồi, và các bạn khi mà vào cái này các bạn chỉ cần bật nó lên thôi, bật nó lên như thế này nè là xong rồi. Và sau đó các bạn tắt màn hình đi và các bạn nhấn hai lần là nó sẽ tự động bật cái màn hình của các bạn lên. Cái phần thứ hai đó chính là úp điện thoại để tắt chuông. Thì cái này khá là hay, ví dụ như khi mà các bạn đang ngồi trong một cuộc họp, điện thoại các bạn mà nó vô tình mà có phát lên một cái tiếng gì đó thì các bạn chỉ cần đặt cái điện thoại xuống như thế này, tự động máy nó sẽ tắt những cái nhạc chuông đi, nó im lặng đi và nó chuyển qua chế độ rung. Thì mình thấy cái này khá là hay. Thêm một cái điểm cộng nữa, đó là có thể là khi các bạn đang đi đường á mà các bạn úp cái máy này vào trong túi quần thì nó sẽ không phát nhạc chuông mà nó sẽ chuyển sang chế độ rung. Thì như vậy nó sẽ giúp cho các bạn biết được là đang có người gọi đến. Còn nếu như mà bật nhạc chuông nó đi ngoài đường, tiếng còi xe, tiếng ô tô nó lớn quá thì các bạn sẽ không biết được là các bạn đang có cuộc gọi đến. Đó, đây, để bật cái này lên thì khá là dễ. Đây, các bạn bấm vào đây là úp điện thoại để tắt chuông. Các bạn bật lên như thế này nè. Đó. Sau đó nó có thêm một cái nữa, đó là cái thêm ngoại lệ. Thì đối với cái thêm ngoại lệ này có nghĩa là với những cuộc gọi như thế nào các bạn buộc phải để nhạc chuông. Ví dụ như là mẹ gọi, người yêu gọi, ông gọi, bố gọi, người nhà gọi. Với những người quan trọng như thế này khi mà gọi á, thì nó sẽ có những cái việc rất là quan trọng và các bạn không nên bỏ lỡ những cái việc này, cho nên là các bạn có thể thêm ngoại lệ ở trong cái phần này. Đó, thì các bạn bấm vào đây và các bạn chọn cái số liên lạc thôi. Cái tips thứ ba đó chính là nhấc để kiểm tra điện thoại. Cái này có nghĩa là khi mà các bạn cầm cái điện thoại lên, nó đang được nằm trên bàn và các bạn cầm nó lên thì cái màn hình của nó sẽ sáng lên, nhưng mà nó sẽ sáng theo cái kiểu màn hình đó là always on display. Các bạn có thể xem là ngày tháng, thông tin, tin nhắn đồ này kia, nhưng mà nó sẽ không sáng hẳn màn hình lên. Cái này nó sẽ giúp cho các bạn, ví dụ đang đi ngoài đường mà có chuyện gì các bạn rút ra các bạn xem trên màn hình khóa thôi, các bạn không có cần phải mở máy lên thì nó sẽ rất là tiện. Và mình ví dụ như mình đang lái xe chẳng hạn, một tay mình lấy vào túi quần, mình mở ra mình nhìn vô cái màn hình khóa, mình thấy Facebook có tin nhắn, Messenger có tin nhắn, mình biết là đã có một cái gì đó rồi thì mình sẽ tắt vào lề đường và mình mở lên. Hoặc là mình mở lên mà mình không thấy gì hết thì mình lại tắt vào. Nó sẽ tiện hơn, các bạn không có cần phải mở khóa xong các bạn kiểm tra từng cái một. Thì mình thấy cái tính năng này cũng khá là thú vị. Cái thứ tư đó chính là mở nhanh máy ảnh. Đây cũng là một cái cử chỉ mà mình thấy là nhiều bạn khá là thích. Đó là khi mà các bạn đang khóa màn hình đúng không, các bạn muốn mở nhanh cái máy ảnh mà không cần phải vuốt qua. Tại vì đôi khi là vuốt qua nó sẽ bị cấn hoặc là nó không bật được cái camera lên. Thì các bạn chỉ cần nhấn hai lần một cái nút nguồn khi mà màn hình nó tối thì các bạn đã có thể mở được cái camera lên rồi và các bạn có thể thao tác chụp nhanh luôn. Thì như vậy nó sẽ gọi là tiết kiệm thời gian hơn cho chúng ta. Thì đối với bốn cái cử chỉ này mình thấy là cái nào nó cũng quan trọng hết và cái nào nó cũng hữu ích, và các bạn nên bật nó lên trong cái quá trình các bạn sử dụng để chúng ta có được một cái hiệu suất tốt nhất. Rồi, và đó là những cái tips mà giúp cho các bạn sử dụng những cái máy Vsmart nó trở nên nhanh hơn, mượt hơn và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Và nếu các bạn cảm thấy những cái này nó hay thì đừng quên hãy để lại một like cũng như một share để ủng hộ Điện thoại Vui TV. Còn nếu không hay thì các bạn hãy đợi mình ra những video khác, những video sau, và đừng quên là comment để bổ sung cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.